Ok, đây là bác à đây là hàng của bác Trần Quang ở Quảng Nam. Đó, đây là em sẽ mở ra nhé. Sony 1000S hay là đúng rồi 1000S đây. Đấy, bác ấy cũng muốn sửa. À, hôm ấy bác ấy gọi điện nhưng mà em cũng quên mất là nó bị sao rồi. Bây giờ em phải xem lại giấy. Ồ, cái cửa này chắc là bị gãy cái nhựa rồi. Gãy nhựa này. Không biết là khắc phục được không. Chắc là bác ấy ghi ở đây. Wow, cái này đầu tư khá mới đấy. Nó cho bác ấy viết ở đây. À, cái này là cái này chắc là cái lẫy nó đẩy ra này. Cái này thì không sao nhưng mà chỉ sợ ở trong ấy nó có một điểm tựa đó là cái nhựa này. Cái nhựa mà đỡ cái này này nó hay bị gãy lắm. Thì em mở ra cho các bác xem này. Nó hay bị gãy cái nhựa kia, gãy cái nhựa kia là nó không đẩy ra được. Tức là nó sẽ choãi ra nhỉ. Bình thường ấy nó phải ép vào như này. Đấy. Thì nó mới có lực để đẩy cái cửa ra này, các bác này. Đấy. Còn khi cái nhựa cái gãy thì nó sẽ bị choãi ra như này thì nó sẽ không đẩy cái cửa này ra đấy. Ồ, cái này bị bong nữa này. Và nếu mà em hàn vào được thì khi em nhớ em sẽ hàn cho nhé, chỉ sợ không nhớ đâu. Và bây giờ test xem là nó bị sao đấy nhé. Ok, em gắn hai cái loa của em vào này. Điện đó cũng không thấy vào là sao nhỉ. À đây có tiếng xì nhé các bạn, nhưng mà không thấy đèn lên gì cả, cái đèn này không sáng, FM không lên, AM cũng cũng vậy luôn, à về lại sáng rồi này, lúc nãy không sáng bây giờ sáng rồi, à nó có nghĩa là nó bị hỏng FM và AM, tóm lại là hỏng radio. Em xem nó còn chạy băng không ạ? À, băng vẫn chạy nhưng mà tốc độ hơi bị chậm, chậm hơn bình thường. Đầu từ nó hơi bẩn cho nên là tiếng một bên nó hơi nhỏ. Mở cậy ra. Bật quá các bạn. Ok, băng thì không sao. Mỗi cửa là bị tiếng rất đều. Đấy, tiếng ngon lành. Thì chép rất là ngon lành, đầu từ khá là mới này. Cũng không hẳn là chậm, cũng hơi hơi chậm. Không chậm nhiều lắm. Ở nơi đó sẽ không ai dành em nữa. Cái đèn này này, lúc sáng lúc không này. Ok. À, tóm lại con đài này nó bị bệnh như sau này, cái cửa này không đẩy ra được này, do đấy cái lò xo này chắc là yếu này, bác ấy gửi gói nguyên cái lò xo này. À, thứ hai là radio không còn, thứ ba là cái đèn này nó bị đấy, lúc được lúc không này. Đấy, bây giờ lại được này, chắc nó bị lỏng. Ủa, sao có đèn là sao nhỉ? Hay thật, bác nào đấu cả cái đèn vào đây nữa này. Để tắt này ạ. Đấy, cho các bác xem có đèn nè. Đấy, rất cool. Đấy, xem nào, nó soi được không? À, chuẩn chuẩn. Hay quá các bác ơi.
đâu này thì nó cũng dễ thôi, chẳng qua là nó mất zin nhưng mà cũng hay. Đấy. Cái này cái đèn này mà đấu đã ra đằng sau cái băng được thì hay, còn cái này chỉ soi từ trên xuống, soi từ trên xuống thì cái ví dụ cái băng trong trong này nhìn được, ví dụ cái băng này lại chắc chắn là không thấy luôn. Đấy, mờ mờ tức là không thấy cuộn băng nữa. Đấy, băng là đấu, băng là đấu cái đèn này không hay, nhưng mà lẽ ra khoan được cái, vào lỗ vào đây này. Đấy. Hoặc là làm thế nào đó cho nó sáng ở cái vùng ô vuông này này. Đấy, thì là đẹp nhất này. Đài bác này rất là hay. Ok, bây giờ em sẽ xử lý, nhưng mà chắc là cái video khác hoặc là cái đoạn sau của video, nếu mà có thời gian em sẽ ghép thành một cái thôi. Bây giờ em chưa tháo tháo ra nhưng mà em chưa sửa được bây giờ. Bây giờ tại vì là nó khá mất nhiều thời gian, chắc phải một tầm cỡ một ngày hay là như nào đấy thì em mới làm được, tại vì nó liên quan đến cái radio, radio phải thay thế mấy con IC thì mới được đấy. Còn cái này thì lại phải, nếu mà cái nhựa nó vỡ ấy, nếu mà cố gắng làm lại được ấy, thì phải dán keo, mà không biết là có được không. Nếu mà dán keo cũng phải chờ ít nhất khoảng một buổi cho nó khô thì nó mới chắc chắn. Đấy, đấy là em nói trước nó là như thế, nó mất thời gian ở cái chỗ đấy. Cho nên là các bác xem video này, có thể là một là đoạn sau của cái video này em sẽ quay thêm, cho thêm vào em ghép với nhau, hoặc là các bác chờ video sau vậy. Ok, xin chào mọi người.